Trong lễ khai giảng tại trường tiểu học xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa đã xảy ra vụ nổ bóng bay khiến nhiều học sinh bị bỏng. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 5 tháng 9 trong buổi lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Bà Nguyễn Thị Khuyên, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định, Thanh Hóa đã xác nhận thông tin này với báo chí. Theo bà Khuyên, ngay sau khi vừa làm lễ khai giảng năm học mới, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định nhận được tin báo từ ban giám hiệu trường tiểu học Yên Phú về việc tại trường xảy ra vụ nổ bóng bay làm 7 học sinh bị bỏng ở tay. Trong lúc các thầy cô giáo đang thả bóng bay, một số học sinh và phụ huynh chạy vào để lấy bóng. Lúc này có một phụ huynh hút thuốc lá, vô tình châm lửa từ điếu thuốc vào quả bóng này gây nổ. Sau đó nhiều quả bóng trong chùm bóng bay phát nổ khiến các em học sinh bị bỏng. Các giáo viên đã phối hợp phụ huynh đưa học sinh đến cơ sở y tế để sơ cứu, băng bó vết thương. Hiện lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Yên Định đã yêu cầu nhà trường báo cáo cụ thể sự việc. Năm học mới ở vùng cao tỉnh Quảng Bình, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, éo le mồ côi cha mẹ đã được những người cha nuôi là những người lính biên phòng cưu mang trở thành chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần để giúp các em hoàn thành giấc mơ đến trường. Câu chuyện đẹp về những người lính biên phòng tỉnh Quảng Bình như là một món quà nhỏ, động viên, khích lệ, nâng bước các em trên con đường đến trường. Hai em Hồ Văn Đình và Hồ Văn Khánh Anh đều mồ côi cha, hai em được đồn biên phòng làng Ho đem về nuôi. Mùa khai giảng năm nay, mặc dù thiếu vắng người cha, nhưng các em cũng cảm thấy ấm lòng khi được những người cha nuôi biên phòng tận tình chăm sóc. Ba chồng mất 3 năm rồi. Các chú biên phòng đem về nuôi. Các chú nuôi cháu ăn, cho cháu sách vở, áo quần mới. Cháu xem các chú biên phòng như người ba thứ hai. Từ khi đưa về đồn chăm sóc thì bản thân tôi luôn cố gắng giúp đỡ hai em trong cuộc sống cũng như là trong công việc học tập hàng ngày để các em cố gắng tiến bộ và học tập tốt. Thời gian qua, đồn biên phòng Làng Ho đã nuôi dưỡng 9 em mồ côi và gia đình khó khăn trên địa bàn đồn quản lý. Tại đây, các em được lớn lên từ vòng tay yêu thương của cha nuôi biên phòng, trưởng thành như những đứa trẻ đồng trang lứa. Thực hiện cái đề án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, thì đồn cũng đã nhận thêm 34 em. Đồn biên phòng Làng Ho cũng tiếp tục là phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành, chính quyền địa phương, rồi nhà trường và gia đình để cùng chung tay để giúp cho các em trong học tập và rèn luyện. Từ khi có chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã nhận chăm sóc 97 em. Thực hiện đề án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã nhận nuôi 250 em. Những tấm lòng của các cha nuôi biên phòng đã giúp nhiều em có được chỗ dựa vững chắc, phấn đấu vươn lên trong học tập, trở thành công dân có ích cho bản làng và xã hội. Thưa quý vị, trước bối cảnh thiếu đơn hàng hoành hành doanh nghiệp khiến nhiều phụ huynh là đội ngũ công nhân bị giảm thu nhập, thậm chí là mất việc làm, người công nhân hiện đang mắc kẹt với mối lo cơm áo gạo tiền. Và thay vì rộn ràng chuẩn bị ngày khai giảng cho con cái, họ lại canh cánh nỗi lo khi những khoản đóng đầu năm học mới lên đến hàng chục triệu đồng, ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn khoảng 10 ngày nữa, cậu con lớn của chị Hương bắt đầu bước vào môi trường đại học. Do quá trình đăng ký vào hệ chính quy muộn, nên Dũng phải trả học phí cho hệ vừa học vừa làm của trường sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Khoản tiền chưa biết cụ thể là bao nhiêu, nhưng cũng khiến cả hai mẹ con phập phồng, lo lắng. Sách vở quần áo như thế nào? Sách vở thì cũng chưa chắc rồi, cũng phải chuẩn bị mua thêm nữa. Quần áo cũng phải mua thêm nữa mà. Tại vì học bên thể dục là phải có thêm 2 hoặc 3 bộ của thể dục để mà thay liên tục nữa. Tại vì chơi xong rồi mồ hôi ra thì phải thay liên tục. Thế thì phải tầm 4 bộ để thay, để thay đổi. Với cả giày dép. Đồng phục để mà khi mà dự lễ rồi. Thì nói chung là lúc đầu vô để mẹ ông phải chuẩn bị cho con, ông phải tầm cỡ 10 mấy 20 triệu. Tổng cộng là một năm là tầm 30 triệu. Thì đó là em chưa tính là quần áo hay là sách vở hay là những các cái phát sinh nữa. Đó thì em năm bữa là cũng phải đi vay đi mượn chứ vợ chồng không có sẵn để có anh ạ. Tại vì tháng thì tiền nhà thì bây giờ cũng vừa điện vừa nước là ông tháng mất 4 triệu rồi. Còn chưa nói là con cái ăn uống nọ kia vợ chồng nữa. Học hành, còn con em thứ hai thì bây giờ năm nay cháu cũng lại cũng lên cấp, là lên cấp 2 lớp 6 á. Lại vô trường Nguyễn Hữu Thọ thì học ở đó, bây giờ đóng tiền thì
cũng cao, mà em đang xin với nhà trường là cho cháu học về buổi trưa, tại mình còn không có cái khả năng để cho cháu ăn ở lại anh. Năm học mới, trăm khoản tiền phải lo, nghìn việc phải chuẩn bị cho con đến trường, tiền học phí, tiền sách vở, tiền bán trú. Với đồng lương ít ỏi, gia đình nào có trên hai con ăn học sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Như những công nhân bị giảm giờ làm ở công ty Powen Việt Nam, họ mong mỏi được các cấp chính quyền quan tâm, được nhà trường hỗ trợ miễn giảm tiền học phí, giá sách giáo khoa thấp hơn chút ít để có đủ điều kiện mua cho con cái. Hiện tại là do đơn hàng cũng không có ổn định, không có ít đơn hàng. Tụi em bên xưởng của tụi em thì có một số người phải nghỉ thứ sáu thứ bảy, trong đó có em. Thì cái tình hình nghỉ thì con cái thì mình vẫn phải gửi trường, rồi trường thì họ vẫn thu phí như vậy, họ đâu có trừ ngày nghỉ. Thì con em mới 4 tuổi đi học ở trường thì cũng 2,5 triệu tới 2,5 triệu. Nhà là ba bé, cả tiền sửa, tiền đi học thì đóng mỗi tiền học thôi là một tháng cũng hết 7-8 triệu ạ. Em mong mỏi là được nhà nước quan tâm hơn, ví dụ như là có một phần hỗ trợ cho bọn em hoặc là giảm tiền học phí cho các bé. Với lại là có nhiều cái khoản tiền mà bọn em cũng được mong giảm, như là giảm tiền nhà trọ, giảm một phần nào đó trong cái lúc mà đang còn thất nghiệp như thế này ạ. Từ đầu năm 2023 đến nay, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hàng chục ngàn người lao động bị mất việc làm vì thiếu đơn hàng. Những lao động may mắn còn trụ lại cũng đang chịu áp lực giảm thu nhập, khiến cuộc sống ly hương của họ gặp muôn vàn khó khăn. Chị Hương, chị Trâm, chị Huệ và hàng trăm nghìn phụ huynh công nhân khác ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc đang phải gồng gánh lo toan cho cuộc sống mỗi ngày, lại phải thêm mối lo tiền trường, tiền lớp của con cái khi năm học mới đã cận kề. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, điểm du lịch Phú Quốc, Kiên Giang hay Đà Lạt, Lâm Đồng không còn là điểm nóng thu hút khách du lịch. Trong khi đó, các tỉnh ven biển miền Trung lại là điểm đến được ưa chuộng. Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt hơn 126.000 lượt khách, giảm hơn 32% so với cùng kỳ. Riêng thành phố Phú Quốc đón khoảng 62.000 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ. Theo lãnh đạo của địa phương này, du lịch Phú Quốc nói riêng và Kiên Giang nói chung, trong kỳ nghỉ mùng 2 tháng 9 ảnh hưởng bởi bão số 3 nên nhiều hoạt động vui chơi bị ảnh hưởng. Còn tại Lâm Đồng, trong kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh đón 120.000 lượt du khách tới tham quan nghỉ dưỡng, riêng Đà Lạt có khoảng 90.000 lượt khách. Mặc dù lượng khách tăng 25% so với cùng kỳ, nhưng vẫn chỉ lấp đầy khoảng 50% công suất phòng của toàn thành phố Đà Lạt. Khác hẳn thì du lịch biển tại các tỉnh thành miền Trung vẫn được du khách rất ưa chuộng. Cụ thể, Khánh Hòa đón trên 500.000 lượt khách, thu hơn 660 tỷ đồng. Còn tại Đà Nẵng, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tổng lượng khách đến thành phố cũng khoảng 254.000 lượt, tăng 6,3% so với năm ngoái. Tổng thu đạt gần 915 tỷ đồng. Các tỉnh miền Trung khác cũng ghi nhận số liệu tăng.